Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel. Ở trong đây, mình sẽ show cho các bạn cái cách mình kiểm tra maintenance cho cái xe. Từ khi mà nó qua 30.000 mile là mình không mang ra tiệm nữa, mình tự mình take care. Thì hôm nay, sẵn tiện mình đang check cái bảo trì của nó thì mình sẽ show cho các bạn. Quan trọng nhất là cái thắng đúng không? Rõ ràng là cái điều quan trọng. Thì xe mới, mình không biết các bạn mua hãng nào nhưng mà Camry hay là Toyota, cái hệ thống fluid của nó rất là tốt, nó seal rất là tốt, trừ khi bạn hít cái gì hay là cái gì đó nó phá hỏng thôi, còn không á nó rất là bền, nó không có bị bay hơi, nó leak gì hết đấy. Nhưng mà đây bạn thấy cái fluid nó drop không? Cái này là tháng dầu tháng đó tùy đó. Bạn thấy thường nó nằm đây này, tại vì mình hay control nó, thì bên này nó drop xuống đây, nó vẫn chưa phải là low ha, cái full là ở đây này đó, còn low nằm dưới đây đó, thì nó nằm ở giữa rồi đó. Thì thường á mình mà thấy cái dầu thắng nó drop á thì mình nghĩ là ngay là nó bị leak đúng không, nhưng mà cái này thì không phải. Mình sẽ sơ cho các bạn. Thì xe của mình là trên 80.000 mile rồi đó. Thì bên cạnh đây, đây là cái thắng. Bữa nay mình định mình mở ra mình thấy thắng, nhưng mà mình check lại á, mình thấy không có cần. Lý do là tại sao? Thì mình sơ cho các bạn bên đây đó, đây là cái má phanh của nó này ha. Thì để chắc cú á thì bạn dùng một cái caliper. Thì cái tháng mới á là nó là dày 10 ly đó, nói chung cái độ dày của nó 10 ly. Còn đây nè, mình đo á, thì mình thấy nó còn khoảng 6 ly, thì nói chung là nó chưa có quá tệ, nhưng mà tại vì nó bị mòn, bạn hiểu không? That's why cái fluid á nó chèn vô hơi nhiều, that's why nó bị mất trên cái bình đó. Thì đó là cái điều đầu tiên, khi bạn thấy fluid nó giảm á thì mình đừng có sợ là tại nó leak hay không hay là bị gì đó. Thì vấn đề là tại vì cái má phanh nó mòn, nó từ 10 ly nó xuống 6 ly, that's why cái fluid nó từ cái bình chứa nó đổ cho trong đó, rồi that's it. Đó là cái rất là bình thường của nó. Rồi hôm nay thì sẵn tiện mình mở ra thì mình cũng muốn kiểm tra là coi cái mấy cái má phanh đồ á nó chạy có êm hay không. Show cho các bạn cái cách mình bảo trì. Thì cái đây này, cái pin này này là nó slide ra, tại vì nó giữ cái má phanh, bạn hiểu không? Đó, xem mà khi mà cái này nó bị seize, tức là nó bị rít á đó, thì nó mu không có trơn tru nữa, thì cái ma sáng nó sẽ apply lên cái phanh mà nó bị đó. Thì bây giờ mình sẽ mở cái này với cái này ra, bạn hiểu không? Mình tháo cái pin ra rồi mình move move around rồi mình check thử coi nó có trơn tru không, rồi mình gắn lại thôi, mà không chưa có replay. Để làm toàn bộ sửa xe á, bạn cần mua hai cái bộ này. Mình thấy mình làm rất là nhiều lần rồi, thì mình đây mình là basic thôi đó. Bạn mua một cái bộ khóa, nó từ nhỏ tới lớn như thế này, từ 10 cho tới 32, đó là bộ khóa. Còn cái bộ socket á cũng vậy luôn, từ 10 tới 32 đó. Rồi bạn mua thêm cái cây wrench đó, là sửa cái gì đó là basic, là bạn cần như đó là đủ rồi. Hai con số bạn thấy không, số này là số 18, số này là số 14 đó, là bạn cần hai cái khóa 18 khóa 14, bạn có thể mở được là thay được cái phanh này rồi đó. Thì một cái là bạn giữ, ok, giữ cái này này, cái này là mình quay xí là mình làm cho bạn xem. Đó, thì kia cũng là 14 thôi, nhưng mà mình dùng cái socket này cho nó dài ra, mình dạng nó cho nó dễ đó, rồi mình dạng nó ra một thằng xế, rồi mình làm tương tự như thằng ở dưới đó. Thì tháo ra con ốc như thế này đó, ở đây cũng là con ốc như thế này đó. Thì thường á tháo cái này ra thì mình sẽ cần một cái sợi dây thép. Đúng lý là mình không có cần mở hai cái đâu, mình mở một cái à. Đó, mình thấy nó ra gì. Đó, mình hiểu không? Mình lấy cái sợi dây thép này nè, cột vô trong đây. Cột cho chắc á, bây giờ nó trượt. Đó, rồi. Rồi xong. Đó, các bạn thấy mình tháo ra rất là easy ha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái má phanh ra. Mình sẽ cầm một cái bạn sẽ cầm một cái brake cleaner. Đó. Đây, 18. Đằng sau cũng gỡ ra tương tự luôn. Bạn thấy nó rất là rít. Tại vì mình nói mình bữa nay mình mở ra, mình thành cần thay thì mình sẽ thay. Đó, thì 28. Đây là hai cái 8. Đây bạn thấy nó khá đặc biệt không? Đây này. Đó, một tấm mới này. Một bên là tấm cũ này.
nó chưa có mòn tới mức đây, nhưng mà mình thấy thôi giờ mình sẵn mình mở ra thì mình hay luôn. À, bạn thấy không, 80.000 mail là nó đã chạy tới đây rồi, thì mình nghĩ là đây cái lúc mình cũng nên thay. Nó toàn bộ là OEM cho nên không có gì phải lo hết. Nên mình mở ra mình thấy nó mòn 50% rồi thì thôi lúc mình thay luôn. Rồi thì Ok, ok mình sẽ thay. mấy cái này nè, bây giờ mình sẽ lao. Bạn thấy nó rất là nhiều cái bụi, tại vì mình chạy nó tháng rồi nó mòn này nọ. Bạn nghĩ một cái số lượng má tháng mà nên như này nó rớt ra thì bạn biết là bao nhiêu bụi. Đó thì mình sẽ sử dụng lại hết mấy cái này, mình sử dụng lại nhưng mà mình chỉ lao thôi. Mình lao chùi thôi. Rồi những cái clip mà trên này này, đó, bạn thấy không? Mình sẽ chuyển qua cái mới. Tại vì cái mới á không có đi với cái gì hết đấy. Bạn thấy nó chỉ là cái phanh thôi. Cho nên đó là mình sử dụng toàn bộ những cái đó lại. Thì trước hết hết mình sẽ clean những cái thằng này. Dễ nhất là mình làm lần lượt đó, một bên rồi đằng sau cái này đó, nó có những cái hardware gì đó mình gỡ ra hết luôn đó. C mình gỡ ra mình thấy nó giống hoài không, tại mình mua từ OEM mà, từ Toyota luôn, cho nên đó là cái điểm lợi. Rồi thì trước khi mình bỏ cái đó thì mình sẽ check một cái mà nó gọi là, đây hai cái ba cái mình bỏ ra ở đây. C cái này là lubricant này ha, brake lubricant để cho nó giải nhiệt. Các bạn hiểu lúc nó thắng á, thì cái má phanh nó rất là nóng. That's why mình cần những cái tấm này để nó lên nó giải nhiệt. Thường á là bạn tẩy tháng xong bạn tháng nó sẽ thấy nó nhẹ hơn. Tại vì mình mới mấy cái đồ mà moving board á mình lúc nó hết, cho nên nó mình tháng xong nó sẽ rất là nhẹ. Rồi bây giờ mình lên lại cái này thì mình nói chỗ này nè, có thấy quá ha, cái chỗ này là chỗ slide ra slide vô này đó, mình phải làm cho nó trơn. Nó cũng còn khá là trơn ấy, mình sẽ làm cho nó tốt hơn thôi. Đó, bạn phải làm cho nó smooth thì này, là nó good. Bạn thấy cái silen này không? Nó bị cong á. Đó, that's why bây giờ mình phải push nó ra. Đó, bây giờ mình sẽ đẩy cho cái silen nó nằm vô bên trong đó lại. Thì đó là lý do dầu nó bị mất, mình hiểu không? Đó, thì bây giờ mình làm gì thì nó sẽ đẩy dầu ngược vô lại cái đó. Đó, thì trước khi mà bạn gắn cái má phanh vô lại thì bạn bôi hai cái bên thanh này này, cái má tai này, thì cái chỗ đó là cái chỗ nó tiếp xúc đó, thì bạn slide bên trong cũng như bên ngoài y hệt gì nè đó, bạn bỏ nó vô rất là easy luôn. C đó, đó là cái cách mà bạn bỏ vô đó, C dặn nhẹ nhẹ nó vô thôi. Mình hạ cái này xuống, sợ sợi dây ra. Rồi, đã xếp. Rồi mình xếp nó lại thôi. Ok, một bên. Rồi đó là cái cách mình thay cái thắng coi như vậy đó. Bây giờ nó chắc rồi, thấy không? C cái này là như mình xiết như là mấy phút sau á đó. Đó thì nói chung là mình canh mình xiết thôi. Ok rồi đó, thì mình thay má phanh mới rồi, giờ chắc chắn rồi đó. Bạn thấy không, thì điều quan trọng nhất là bạn thấy đây, mình bỏ cái lubricant để cho cái má phanh nó trơn tru nhưng mà nó không có lỏng ha, hai cái khác nhau. Rồi cái điều chỗ này này, đây là cái piston này để nó slide là slide vô á, thì khi mà nó bị lâu ngày á, nhất là xe của mình 4 năm rồi đó, thì mình cũng nên mình mở ra mình bôi nhớt cho cái pin này để cho nó mù nó slide. Tại vì khi nó mà slide không có mượt á thì mình bóp tháng cái nó ngàm lại, nó giữ luôn, thì nó sẽ làm hao hao xăng hao nhớt, bạn hiểu. Tại vì cái má phanh này khi nào nó cũng touch vô cái dĩ hết đấy đó, mà mình mà làm nó không có mịn, nó không có nhả ra thì cái nó bị uổng, nó bị phí năng lượng đó. Rồi that's it, thì giờ mình làm bên này xong rồi đó. Thì sẵn tiện cái đây là cái drain nhớt này đó, mình drain mớ vào bên kia thì mình drain xong mình sẽ refill lại đó. Thì refill nhớt thì mình cũng mua của thằng OEM luôn.
của thằng Toyota luôn đó. Mình sẽ fill cho nó, tại cũng 4 năm rồi, cũng khá là lâu đó, thì mình sẵn tiện thì mình làm hết mọi thứ cho nó rồi. Thì tới đây là hết thôi. Mình cũng sẵn mình check mấy cái gầm đồ, mình bôi, mình bỏ nha, nó gọi là bỏ nhớt rồi này nọ cho mấy cái khu này rồi, that's it. Thì clip tới đây là hết. Mình nghĩ là bên kia thì cũng làm tương tự như vậy, không có gì đặc biệt hết ha. Rồi có gì các bạn có câu hỏi gì thì cứ nhắn tin mình sẽ trả lời. Ok, bye bye mọi người.